Vào sáng ngày 4 tháng 7, hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị, Bộ Chính trị sẽ trình Ban chấp hành Trung ương xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng như thảo luận và quyết định chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương, quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, quy chế làm việc của Ban kiểm tra Trung ương, chủ trương nghiên cứu sửa đổi hiến pháp năm 1992, việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số các vấn đề quan trọng khác. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định những nội dung tại hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, các đại biểu cần tập trung thảo luận trên cơ sở phát huy tinh thần dân chủ và trí tuệ. Thưa các đồng chí, những nội dung trình hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng. Mặc dù đã được Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu chuẩn bị khá công phu, nghiêm túc, nhưng chắc chắn còn những hạn chế, khiếm khuyết. Đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thiện và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp. Về cách thức tiến hành hội nghị, đề nghị tiếp tục có sự cải tiến đổi mới cả trong bố trí chương trình, cách thức điều hành thảo luận theo hướng phát huy đầy đủ dân chủ trí tuệ của Trung ương, tận dụng tối đa thời gian, nâng cao chất lượng hiệu quả các phiên họp trong không khí cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, xin chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh Đại hội Toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa 13 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 thành công tốt đẹp. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang khẩn trương triển khai nghị quyết 11 của Đảng, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần kết luận chỉ thị của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ nhằm vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, tích cực chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13. Đây sẽ là những tiền đề quan trọng để hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước trong thời gian tới. Theo chương trình, hội nghị sẽ làm việc đến hết ngày 10 tháng 7.